các nữ tu của mẹ Teresa Calcutta bị giết hại tại Yemen, những người mắc các chứng bệnh hiểm nghèo. Trong thánh lễ sáng hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 3, tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã gợi nhắc lại những sự kiện bi thương trong thời gian gần đây. Đứng trước những vực thẳm tăm tối ấy của thời đại, phương cách duy nhất là chúng ta phải tín thác vào Thiên Chúa. Ngay cả khi không hiểu được sự dữ và đau khổ, chúng ta hãy cứ tín thác vào bàn tay của Thiên Chúa, là đấng chẳng bao giờ bỏ rơi dân Ngài. Perché soffre un bambino, ma non so. È un mistero per me. Soltanto mi dà qualcosa di luce non alla mente, all'anima. Gesù. A Getsemani, Padre, questo calice no, ma si faccia la tua volontà. Si affida alla volontà del Padre. Gesù sa che non finisce tutto con la morte o con l'angoscia. E l'ultima parola, la croce, Padre, nelle tue mani mi affido. E muore così, affidarsi a Dio, che cammina con me, che cammina con il mio popolo, che cammina con la Chiesa. E questo è un atto di fede. Io mi affido, non so. Non so perché accade questo. Ma io mi affido. Tu saprai perché.